Rồi, trang YouTube sông nước miệt vườn cũng chào mấy anh em ha. Hôm nay mình tới mình review cái chiếc cano 115 Yamaha đây. Đó, chiếc này của bạn bè cũng trong nhóm. Hôm nay mình có quay dính dính hoài đó. Hôm nay mình xuống review nó. Đây là cái kèn. Chiếc này tại vì ngoại nhập nha anh em. Chiếc dày chắc, cao to. Mui nè. Đó là tổng cộng là 6 cái ghế. Nhưng mà mình đăng kiểm được 8 người hả? 8 người. À, theo lời chủ nhân nói là được 8 người. Để mình review sơ sơ nha. Có khi những chiếc này nhiều khi những đối với những anh em người ta có rồi thì nó quá bình thường đi. Nhưng mà đối với những người chưa từng có mình cũng không biết rồi, sẵn rồi mình quay thì thí dụ anh em nào có rồi thì xem chơi. Còn anh em nào mà chưa có thì xem cho biết. Đây cái này có sở đăng kiểm đồ đầy đủ hết rồi nha. Giờ anh bạn chủ nhân này mua là chuẩn bị lo cái bằng lái nè, lo học bằng lái nè, sang tên gì đủ thứ hết. Hôm nay anh cũng câu chuyện lu bu lắm. Rồi tại vì mình qua tới thành ra ảnh cũng trong nhóm không mà ảnh cũng nhiệt tình lắm, ảnh chơi nhiệt tình lắm. Đây nè giới thiệu nè. Đó, ảnh đó. Ảnh rất là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là dân miền Tây mà. Dân miền Tây mình chơi hòa đồng với nhau lắm. Những cái đường dây lái, dây ga rồi là cũng lắp đặt vậy đó. Đây, để anh bạn mình dỡ cái hầm nhiên liệu cho coi. Hầm này châm đầy, à, 2 thùng. Mỗi thùng nó 50 lít đó hả, mỗi thùng á 25 lít. À, một thùng vậy là 25 lít nha mấy anh em. Hai thùng này nè là chứa được 50 lít, 50 lít chắc chạy được chút xíu vậy. 50 lít là đi cái pha của nó là nó pha nhớt mình châm riêng đúng không? Nó tự pha chứ. Không, mình đổ vô trước rồi cho châm vô luôn, giống như châm máy phát vậy đó. À, như vậy là mình phải pha trước. Pha. À, theo lời anh bạn nói là mình phải pha trước chứ nó không tự pha. Còn đó là cái bơm ngầm nha, bơm ngầm để rút nước đó. Mấy anh em thấy đó. Cano xịn thì lúc nào cái nhựa, cái composite của nó không có giống như composite trong nước mình nha mấy anh em. Cái composite người ta chất lượng lắm. Còn composite của mình á, lâu ngày nó bị không có mở đèn led. Còn cái composite của mình nó lâu ngày nó bị nổi mụn. Chà, chơi cái bình cũng bự dữ, bình trăm hả? 75. À, bình 75. Gần thấy lớn quá. Đó là những đường ống dẫn nước nè, về đường điện nè, đường điện để đi ra cái máy đó. Đó, đây là cái hầm nhiên liệu nha. Phía cái vách đó là cái vách sau lái rồi đó. Cái hầm cũng rộng quá. Hầm này có thể mình còn chứa thêm đồ được nữa mà. Có cái nước nha. Mưa. Nước mưa, tại vì cái sạp trên này nó cũng cao nè, sạp trên này nó chảy xuống. À, gõ xuống hết. Dạ. Yeah. Cái nhựa composite của mình đây xuống nước lâu ngày nó nổi mụn. Mụn kia đó mình phải chà rửa lại. Đó, rồi đậy lại đi. Khi khách xăng á, gỡ kẹp này qua, đóng vô kẹp đó là rồi. À. Chỉ rút kẹp. Rút cái chùi đó ha, mình gắn vào cái chùi phía bên này là nó qua tiếp tục. Bơm vài cái. À. Tưởng nào mình không có truyền hai cái chung qua ha. Không, cái đó thì nó có dây bán dây chuyền. Cũng như mình nối hai cái cho nó thành một cái vậy đó. Đúng rồi, là nó có cái ngã ba. Mấy anh em đó là cái V4 115. Hình như cái của ngoài mà kia mình thấy hình như 110. Ờ, phải không? Cục máy cũng to lắm. Đưa cho về mà ngồi cái nó mất tiêu. Cục máy cũng to lắm nha, so với cái tay mình, bằng tay mình. Anh em thấy là cái vỏ nắp của nó lớn. Tại tới 115 mã lực mà đâu có hiền được. Đây còn cái kết cấu bấu vô, cái dàn cầu bấu vô vậy đó mấy anh em. Này mình quay rồi để cho mấy anh em nào chưa biết rồi coi chơi thôi nha. Chứ mấy anh em có rồi thì mấy anh em quá rành rồi. Đó là phần cây lắp. Cái chân vịt này đâu đo thử bao nhiêu hả chị? À, mình bên lên bằng bình luôn á hả? À, đằng kia ảnh bên lên. Chân vịt hình như
Đây mình đứng sao mình dối nha, đưa điện thoại dối rồi thấy được nhiêu thấy nha. Theo mắt thường thì nó là ba cánh nha. Ba cánh này chắc cũng tầm gần 3 tấc quá chứ ơi. Ba cánh thấy cũng lớn lắm á. Đó, lái bằng nguyên cái đuôi này luôn. Ve tới lui dừng gì được hết. Cục Yamaha. Ở xa thì thấy nó rất là nhỏ gọn, mà khi mà xuống rồi sát bên thấy nó lớn quá. To quá. Rồi hạ xuống rồi. À, ben lên luôn. Vậy là cái lực ben này nó xài bằng bình chứ ha? Nó xài và cũng như là nguồn điện thì bình, nhưng mà nó có một cái motor riêng. À, cái motor đó, cái bình nó đẩy cái motor đặng mà hoạt động cái lên xuống nè. Lên xuống. Dây chằng chịt đó ha, đó qua lợi đó. Cái này nghe chuyển nói là chạy nước cạn cạn ben cho nó nhõng nhõng lên phúng vẫn chạy bò bò được nha. Chứ hơi để thẳng vậy là nó cài cái chân vịt dưới sình á. Ví dụ vậy đó là mình đưa lên vậy đó là nó chạy nhõng chân vịt ra. Đó đó ảnh đường ben lên chút xíu đó. Đó chạy đó là nó hơi vậy là hơi dăng. Vậy có chạy rồi mới có biết ha, nước cạn cạn vẫn chơi được nha, chứ không phải là nước cạn cạn rồi bó tay đâu. Mà cái này lái nó ăn lắm ấy nè. Lái nó ăn hơn là mình làm cái máy cano của mình thường thường mình quay hoài á. Nó ăn nhiều lắm. Dạ nó bấu vô thấy vậy mà vững quá. Hai nữa hình như nó có bắt ốc cái gì á. Sáng có hai con bù lông lớn. Tiếng ồn là cái chiếc sáng cuốc nha. Vô rất là rộng. Rất là rộng bề ngang như cái ví dụ lái này tới mét mấy. Muốn chiếc bò bò quay tròn luôn giống như là ống vét vậy ha. Thì đặt gì rồi nhấn ra là xây tròn luôn. Có nghĩa là ý anh Triển nói là muốn mà cho nó xây cái vòng thiệt nhặt đó là cứ cho nó qua hết lái. Cho nó qua hết lái vậy đó rồi là cứ đạp ra là nó cúp cua rất là gọn nhặt luôn. Bẻ rất là ăn, tại vì nó theo hướng nào là chân vịt nó đạp về hướng đó mà, cho nên lái rất là ăn. Nay mình review cái chiếc này cho mấy anh em coi gì đó, tại vì thời gian của anh Triển là cũng công việc dữ lắm, cho nên là ảnh cũng vui vẻ khi mình tới là ảnh cũng cố gắng review chút xíu cho mấy anh em coi. Rồi mình cũng xin chúc sức khỏe mấy anh em ha. Ai cũng vui vẻ ha, rồi sức khỏe dồi dào, rồi kinh tế phát triển, mỗi người mua vài chiếc chạy coi chơi. Cái này là bơm nước nè, bơm nước ở dưới hầm đó, tại nước mưa nó tạt vô mấy anh em, chứ chiếc này nó không có vô nước, nó đâu có chỗ để nó vô nước. Rồi ảnh cũng vui vẻ, ảnh cho mà xuống quay chơi chút xíu, ảnh còn kêu bữa nào có dịp thì xuống trải nghiệm chạy với ảnh chơi. Nhưng mà nhiều khi mình rảnh ảnh lại không ở không. Lúc ảnh ở không thì mình cũng không có tới. Thôi vậy ha, chào mọi người ha. Cũng cảm ơn anh Triển nhiều lắm nha. Bạn bè không à, ní ná. Rồi chào mọi người ha.